mời bà con cô bác đi chùa với thợ xương nghe bà con. Đây. Đi đủ thợ với chùa. Đi đủ tiếp. Mà phải cho. Dạ. Chơi chiếc xe liền á. Không, biết cô chú anh chị, khi mà cô Thảo Sương đã lại tới đây và vô bãi giữ xe thôi. À, trước cổng chùa, không biết chùa gì nữa ta. Chùa Sâm Rông. Sâm Rông ấy kìa. Sâm Rông ấy tại thành phố Trà Vinh, ngay vòng xoay lớn nhất tại tượng đài của thành phố Trà Vinh. Chúc em chúc bà ơi. Thì qua tới đây khi mà giữ xe thì bà con cô bác thì cũng rất là thương mến cô Thảo Sương. Bên cạnh đó thì người ta cũng xin chụp hình này kia, quá là trời đông rồi ha. Ngay cả của bà cũng biết luôn à. Tức mới đà lắm. Ba. Em có bò một hộp như vậy? 4.000. Trời buồn. Ở đây đây chưa sẵn. Ba ba. Ở đây ở đây mấy anh giữ xe nè. Đi vô chùa. Tới chào nha bà con. Đi. Đi vô nè. Dạ đây đây là đi đi. Dạ. Hỡi đi. Đi vô, đi vô, đi vô. Vô bà con, xe không đó, đi đi vô cung chút xíu đừng vợ. Thôi thì bây giờ mình xe, cũng xe, dắt cô Thảo Sương qua lộ ha. Đây là cổng chùa nè, quý cô chú anh chị. Đó, rất là đẹp. Nó đủ chết rồi. Ê, đủ. Cà, nghẹp. Chị mà ơi. Chị mà ơi. Chị mà ơi. Đủ rồi. Đủ rồi nghe bà con, tôi chưa đủ rồi. Chào thăm ơi, tóc tụi bạn. Bà đây là cổng chùa nè, quý chú anh chị. Wow, quá trời đẹp luôn. Ê, do bên ta mà anh mà chắc quá. Quá trời đẹp ha. Đây vô. Cảm ơn Thảo Sương. Chào với đụng ta. Trời ơi, Sương ba. Nó chơi xe. Đây, quý chú anh chị, thì đi cũng đã tới cổng chùa Sâm Rông Ken. Thì tại thành phố Trà Vinh cũng đã làm lễ kết giới Si Ma rất là lớn ha, quý chú anh chị. Đó. Dạ. Dạ, chào. Đây vô tới cổng chùa bà con. Đó. Đây là điểm nhỏ ở vua mà phải. Làm 2 chiều ha. Sao một giây vậy ta? Hả cô Thảo Sương? Hả? Sao mình đóng một giây? Không biết đâu. Quá trời đông luôn rồi. Nè đi đó. Ê chơi mặt hồn. Đây toàn là gái đẹp không nè. Nè đi đó bà con. Mẹ hồn cho lắm xoay cái đó. Nè. Ờ gái đẹp không nè. Dạ, xin kèm chúc bà. Cũng khoái luôn á. Vô chùa cúng nè. Đó, chơi mà hụt. Chụp hình. Đây còn là gái xinh không ha. À, rồi. Kè, kè, ống dồn ra, nhìn cho thẳng ấy, nhìn thẳng ấy. Quý Phật tử tại thành phố Trà Vinh và tại tỉnh Trà Vinh thì cũng rất là thương mến cô Thảo Sương ha, quý bà con cô bác. Đây là ngày chùa để kết giới Si Ma thì bà con lại đến đây cũng rất là đông luôn ha. Đây cũng xin chụp hình này kia, quá trời đây. Ngôi chùa rất là đẹp ha, rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị. Rồi ạ. Cái chơi mày không? Đi chơi mày không? Phát này nè. Ê, này chơi cái đó. Ừ, mà nè, mà nè, mà nè ơn. Trời ơi, kẹt phà luôn rồi, trời ơi. Kẹt phà luôn rồi, mấy hot girl. Hot girl kẹt phà luôn rồi. Cảm ơn nha. Người ta chơi nào với anh? À, gì nè, gì? Gì nữa. Mà gì, mà đi mà. Tới chơi đi đi, còn tới chơi nữa.
Yeah. Wow, vui vui gái xinh không nè. Chơi mà đi chơi mà không? Chơi đi với bình nè. Hả? Nghe bà lấy cho mình. Chơi mà không? Chơi không? Chơi không? Đây nóc nè. Cái con tôi chụp với hình. Ừ, rồi. Ê ơi. Rất là xinh luôn. Nó thông thoát luôn. Mà nó thoát. Mà nó kịp thoát đó. Quay con này. Đó, thoát rồi bớt. Bên. Chụp hình. Bên nó mơ tao lại khô nó còn. Đúng rồi. Đó, con đang đó, đúng rồi, chúng tôi không, chúng tôi không. Xa nó bơ nâu lô tốt qua đây, xa luôn. Xa mơ, con nghe. Nhâm nâu Kiên Giang. Bát, 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 ồ, nó kêu bát. Bát, 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 ờ, chúng tôi không, xa mơ, con nghe. Hình mắt tay nấu. Mà này, nó đẹp, người gì nè, ơi. Là tao, à dây tao nắm khơi chơi cho kè. Nước. Ê, nó bỏ, bỏ lại xa đó. Ờ, cái mau bà đi khí đó. Đi cho chú anh chị thì phía bên trước đây thì ngôi sala ha. Ờ, cái đó ngôi sala xây dựng thì chưa có xong ha. Ờ, dạ. Nhâm nấu quên phép. Nó lại phiền mình ngôi mắt. Nó lại phiền mình ngôi mắt. Rồi, đó. Nè ngôi sala bên đây nè. Đó, ngôi sala đó. Sala bên đó đó. Người ta cắt cái đó gặp bên đó đó. Ra tôi chờ cầu ở nước chắc tôi lị á. Thì bây giờ Bình và cô Đạo Sương dắt bà con, cô bác thì đi vòng vòng thôi ha. Thì một mát nữa thì lên ngôi chánh điện ha. À. Đó. Dạ. Hello. Dạ. Dạ. Hơi mình chưa. Đây là nguyên một vòng ngôi chánh điện ha. Ừ. Chánh điện của chánh điện đây nè. À, kết giới Sima ha. Ừ. Đây một chút xíu nữa cô Thảo Sương. Chánh điện ở đây nó nhiều quá không có lên được bà con. Hồi đi. Dạ. Để chiều chiều á. Wow, sân chùa rất là rộng luôn á cô. Thì nó vô trong này thiệt ra. Yeah. Minh Tơ TV cũng lại tới đây luôn kìa. À. Minh Tơ. Chị. Cái này là để chơi cho cả luôn. Rồi ba. Dạ, lớp này sẽ bài này. Nghe vô đây không? Gì nãy gì? Dạ dạ dạ. Bạt bạt bạt. Lý Giang Minh. Bên. Dạ, dạ, dạ. Ở đây người ta bán này ở đây Phật đời nè bà con. Đó. Có Phật đời nữa nè. Dạ. Dạ bát bát bát. Dạ. Rồi bát bát bát. Chào. Dạ. Có xương thì đập bọn bốn á. Dạ chơi cha lên nhá hả. Cái sẽ gọi là hả? Chơi cha đã nhập. Tiếng đặt điện thoại. Dạ, dạ. Khỏe vậy ơi. Dạ. Wow, ở đây rất là mát luôn nha mấy cô anh chị. Đó, bán này bà con. Đây buôn bán nói chung là đồ đồ tu rây. Đây. Nếu đi đi dân mới chị đi mới. Mày ông ơi bậy bạnh không bạnh. Các em gặp lô. Chào con lô. Khỏe nghe con. Ơi. Đó, ủa quá. Trời.
Ừ, đủ kem kết bò. Ừ, đừng con. Ừ, kem kết bò. Ừ, đừng cho. Dễ. Dễ. Ờ, bò hát hay mà bò. Nghe đi xích kem kết bò. Đó, xích kem bà con. Nó vui lắm nè. Ờ, bây giờ chú anh chị thì ngôi chùa ở đây thì rất là rộng ha, tại thành phố Trà Vinh, ngay vòng xoay Trà Vinh luôn. Nếu mà quý cô chú anh chị nói Trà Vinh à, chúng có tại cát. Biết bởi khẽn vậy ha mấy. Nẫn tại cát từ chính mấy. Chào. Tại cát. Đó, tại cát. Trời mẹ đâu. Ba. Dạ, sắp sửa bài. Ba. Sắp sửa bài miếng. Sắp sửa bài. Sắp sửa bài. Ba. Ba. Ồ, con đi tràn á. Ba. 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 Nó dây. Bạn 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 nhưng cái này ơi xem kem cứt bò mở mở chợ nó không mau chợ mở bảy kem sao xem kem cứt bò vô à con hợp giá hơn dạ mà tuân ba cả cô giấy ba hả sắp sửa bài em đi chơi nát thế cho có kỳ ơi lên lô tô vẫn này nã mới nếu mà à trời à bên này đưa xô ấy trời ơi chỗ này buôn bán rất là nhiều luôn, mình không có thể nào là đi ban đêm mà đi giáp được quý vị cô anh chị. Đúng rồi đó. Ở đây là qua qua ngoài cổng chùa luôn nè, bán đi qua ngoài bên đây luôn nè. Chơi mà hồn chơi mà hồn chơi mà hồn mà nào màu qua tới ngoài bên đây luôn nè. Người tên chơi cái lên xem à tên mà gặp ơi được gặp ơi. Trời mà hồn. Mau bạn bạn. Sắt cái này đẻ. Dạ. Thật đi thay luôn nè. Rồi chân chân nha. Chị mà không. Chị chơi cà lên ha. Chơi cà lên ha. Chơi gì nè gì. Ê nè, chơi cái gì nè. Nó bắt mất. Kem ấy bà. Kem kem ạ cô. Kem với đồng tháp ạ. Ờ, 4 ngàn. 4 ngàn. Bà, bà, nhóm nó tên là bà anh đi chơi. Nè. Yeah. À, đây gặp tao làm fan không? Ờ lép. Đây. Mứt rồi nè bà con. Nó cổ. Nè xong ăn thịt bà. Đó. Đó giờ. Ủa, bán quá trời đây. Vậy. Ờ nước đi lại tuần ba rồi nè đó. Thứ bỏ cái nước. Đây
đây là chỗ người ta buôn bán với chú anh chị. Ở đây rất là mát mẻ ha. Khi mà ở ngoài rất là nắng nhưng mà ở đây rất là mát luôn ha. Thì rất là nhiều bạn để tham quan biết cả bên kia ta kêu kìa. Rất là chua, rất là Việt không yên ha. Sân rất là rộng, rất là mát luôn ha. Mà anh em lại ngơ không anh bỏ đấy cho bỏ đi ra gì mà nó giúp á, giúp bạn trang điểm. Giúp em đi. Giúp bạn như em tức bỏ. Em đi. Chơi mà không, rồi cho bạn cơ vô. Vô, vô. Hết á. Vô. Vô. Vô, vô. Vô. Lên cái mặt cô. Mà cho xanh cho cô. Mình đi xăm tố lâu. Có những con nhóm mình phở vô tấu nhóm chỗ mình bản nhóm xăm tố. Nó phải thả rụt, thả rụt. Nên là nó chưa đem cam cứt bò. Cứ kêu cứt bò. Tạo ra con nhóm bốn củ. Thôi bốn hàng. Nhạc nữa cho hay nữa nè. Đang mày nó đó nó đó. Nó hà này. Mày kéo đây á, mày vàng lo luôn. Ai à, lại chô luôn. Lại chô luôn. Mày mô miệng rồi miệng là đừng có miệng đấy. À cái đó là mẹ thăm. À cưng, à cưng. Chú mãi nhận ý. Chú nhận ý tấu. Chú. Hả? Chú nhận ý tấu. Nhờ cái đó. Chú nè. Lệnh nè. Chơi mà không? Chơi mà không? Chô khăn cái ba đường hết á. Mà đây xong tôn nè. Ồ. Xưa. Hey. Hôm xưa anh tao với nhau bạn ấy. Nhà này nè. Trong giờ nè. Hôm xưa xưa hay thấy thấy. Ở nhà trọ. Nhà trọ nè, ở lục kia cái. Ở lại nãy nhà trọ nơi nè. Tao mà ơi, khách sạn mà giúp bà mãn. Mẹ coi trăm mấy chục. Hay lỗi vì nâng tao bật kết luôn vậy. Đấy. Chị em kết. Nó. Còn nãy mày thoải mái, mày thoải mái, đây vậy mình chơi, cũng tạm điện thoải mái. Anh đang nói lời nào mày anh không? Tao cao sổng em chưa chắc lý. Dạ. Chơi mà không. Nè, chồng mới đồng chết, mấy anh kia chơi ít né giúp. Cái gì anh tin? Mày gì anh tin? À dí cầm chôn bát đấy con. Đồng chết giúp nó chờ. Dạ. Dân là chỗ lùng quỷ mất hết mỏi mọc được cửa. À là chỗ chân ra đúng. Ừ. Dễ nữa. Vô. Vô. Dễ nữa. Ơi xong thôi tôi. À bên. Ba đi lưu. Ngọn tàu hán nè. Ngọn tàu hán nè. Nhưng bán cái sông rơi chơi. Tàu là ai đồ thỏ sướng mà. Ông tu cửa xài rồi sao. Xong chưa ngọt của đứa ra. Hạt cần hộp nhầm. Đâu mà giọng mình đứng cần hộp á. Ông tu cà sai sát đã làm quán nè. Ông tu cà sai sát ổn. Mình chắc gì chứ. Y'all don't have to.
hai thợ xương à quên luôn chôn hốp mau hai bà gì từ khi nào lên sẵn ở đây hả mau chơi cái gì đây gì làm ơn lên chơi nha mình đuổi chơi nha mời đi chơi anh mời đi sẵn sàng chơi ca ở chơi ca sẵn sao họ lại đáng lẽ hỏi nã lên sắp tính họ lại nâu sao họ lại nâu sao rồi lại nhậu ấy, tôi bán cho mà rồi nè, bây giờ mua xanh, 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 mua ghê luôn á, sắp chắn à. Vâng, vâng. Trời ơi, có đấy đúng không? Nè, nè, nè. Mày giúp, mày giúp chết. Này, nè, hòa tính. Gì? Kết luật máy đèn kế nữa nghe. Hả? Gì? À bệnh đi xe con nó phép luôn.
dạ. Trong mạng ngoài dạ. 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 Cảm ơn nhiều dạ. 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 Anh cảm ơn cái tèo nha. Cái tèo nha. Cái tèo nha. Cái tèo nha. Hả? Là du hả? Ồ. Ồ. Chơi mà không? Rồi à, quên nè. Đây là bà cụ của các giới sinh mà. À, với cô chú anh chị thì bây giờ cô Thảo Sương cũng đã vô đây để lấy xe rồi ha. Ờ, thì anh giữ vô mày vậy. Vô mày tới tay hai. Dạ ơi. Đi lấy nó nước đi chạy nữa, tụi quy đó. Nhà chợ lại phòng nghỉ mình quy đó. Cục đi chơi cụt cua. Sao? Thì cầm chơi cái không bắn đi. Cầm hao cái ngon. Tập con mà dạy nó chơi con thế đó. Alo có lẽ chơi mà hôn. Cầm lên mua nhé, cầm lên hai máy. Bắt chẳng ngon thế. Tự chơi cái lên á. Đây nè. Mày chơi nó nữa. Cô Thảo Sương ơi. Bây giờ mình khỏi đi qua bên kia đâu nè, ngủ trong này nè. Cứ chơi cái đi. Cứ game nữa đâu. Nó. 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 Ờ mà mày mà xóa nó chơi cái đúng nè. Chơi mà hôn nữa. Nó chơi mà hôn. Ừ, lên. Ờ, vô đúng. Sao nó tao? Hả? Chụp thêm lớp hả? Thế rồi, dạ. Chơi mà hôn. Đây chơi rồi. Ừ. Đi. Hả? Nhìn hình rồi. Mà nó đi tàu này nghe lý nghị sao? Nó tên nhân nghị chết à. Thôi thì bây giờ mình chăm chút bò chút quý cô chú thôi Đồng Tháp ấy nhớ mua 4.000 đạo sư cũng đã qua tới đây để lấy xe ha bye bye ở đây ngồi mình kết thúc.